mùa hè là mùa của biển cả. Chắc không cần hỏi thì có lẽ đại đa số mọi người đều công nhận rằng Việt Nam có một vùng biển đẹp hàng đầu thế giới, đặc biệt là ở các hòn đảo. Và gia đình mình hầu hết các thành viên cũng đều mê biển. Lần này cả nhà mình đã quyết định thử độ may mắn với chuyến đi Lý Sơn. Tại sao lại là may mắn? Vì các hòn đảo đẹp của Việt Nam thường có khí hậu không ổn định. Nếu đi vào ngày đẹp, sóng êm, trời quang thì rất tuyệt vời. Còn nếu đi vào ngày sóng lớn, gió mạnh, trời âm u thì sẽ có một chuyến đi bão táp luôn. Chính vì biết điều này nên khi cả nhà quyết định chọn Lý Sơn để đi thì mình đã phải kiểm tra thời tiết rất cẩn thận, chọn ngày. Khi xuống sân bay thì trời hơi mây một chút xíu. Tuy nhiên thì đường đi từ sân bay Chu Lai ra cảng Sa Kỳ, trời quang dần và có nắng làm mọi người rất phấn khởi. Đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì tới cảng. Lúc này thì trời đã không còn một chút mây và nắng chói chang. Mình đã đặt vé trước nên giờ chỉ còn ngồi chờ tới giờ ra đảo thôi. Thời gian thì mọi người đi sắm vài chiếc nón thì trời sẽ rất nóng trong mấy ngày tới. Được không? Chờ mãi thì cũng đến giờ được lên tàu. Thủ tục kiểm tra thông tin ở cảng cũng khá đơn giản. Từng người một, mà mẹ lên đi. Lên thẳng tàu mới thấy khoang hành khách có sức chứa lớn hơn mình tưởng. Ghế ngồi cũng khá thoải mái. Tuy nhiên điểm trừ là điều hòa được bật quá lạnh. Ngồi trên tàu gần 1 giờ đồng hồ lạnh như thế này thì tí ra ngoài nắng không bị sốc nhiệt mới gọi là lạ. Ổn định chỗ ngồi một cái là tàu cũng bắt đầu chạy. Mình thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên như thế này nên đã lên boong tàu ngắm cảnh. Ở đây có một cái cầu thang, trèo lên thì vào đúng buồng lái của bác thuyền trưởng. Trông bác lái tàu cũng thèm được lái thử một lần cho biết quá. Chui ra ngoài boong tàu thì thấy bố mình cũng ở trên này từ một lúc rồi. Tàu chạy khiến gió biển tạt vào mát lạnh là mọi người quên đi trời đang gần trưa, nắng siêu gắt. Nhưng mà đã như nói ngay từ đầu rồi, đi biển mà không nắng thì còn gọi gì là biển nữa. Quay phim chụp ảnh một lúc thì cả em gái mình cũng lên. Trên này ngắm cảnh thì đẹp nhưng với những ai hay bị say tàu xe thì cũng phải cẩn thận. Nhưng mẹ mình cũng máu lên chụp ảnh lắm nhưng mà vừa lên đã say ngồi một chỗ luôn. Trên này sướng hơn, ở dưới kia cứ lạnh ngắt kìa. Cuối cùng cũng tới cảng, nhanh chóng rời khỏi con tàu băng giá này thôi. Mình rất dị ứng với điều hòa quá lạnh. Khi tới nơi thì bạn chủ homestay nơi mình ở nghỉ đã đón gia đình mình sẵn ở cảng và dẫn đường. Nơi mình chọn để nghỉ là homestay Tiên Tri, nằm ngay ở đối diện cầu cảng. Đi bộ chừng 100m là tới nơi. Có sân trên tầng 2 và tầng 3 nhìn thẳng ra biển rất là phê luôn. Vào cất đồ xong là mọi người xuống tầng 1 để tham khảo các điểm tham quan đẹp của đảo với chị chủ nhà và được tư vấn rất là nhiệt tình. Xong xuôi mọi người rủ nhau đi kiếm gì đó ăn trưa vì đi từ sáng cũng chưa có gì vào bụng. Mẹ mình vẫn dư âm quả say tàu lúc sáng nên ở homestay nghỉ ngơi. Qua nói chuyện thì mình được giới thiệu quán cơm Út Ngọc, cách homestay có 3 số nhà là tới.
Phương Anh với Chi xem đồ đi. Thôi đồ dọn quán thôi. Mình ăn trưa ăn nhẹ đâu mà. Ăn trưa mình ăn nhẹ nhàng thôi. Mình thì thích cơm rang, vợ và em gái thì chọn mì xào, còn bố thì luôn luôn phải có một đĩa mực. Đồ ăn của quán làm rất là vừa miệng và đầy đặn, đặc biệt là gỏi rong biển ăn kèm rất là ngon. Mình gọi thêm một suất cháo cá về cho mẹ. Xong thì xe máy mà nhà mình thuê cũng đã chờ sẵn. Nghỉ ngơi một lát là cả nhà phóng xe tham quan hòn đảo này. Vì trên đảo không có địa chỉ nên hoàn toàn nhờ người dân chỉ đường và kết hợp Google Maps. Địa điểm đầu tiên nhà mình chọn tham quan là đỉnh Thới Lới. Qua một hồi đi nhầm đường thì cũng mò được tới con dốc trèo lên đỉnh. Đường leo dốc nhìn ra biển xanh thẳm, thực sự rất là hùng vĩ luôn. Lên tới nơi thì mọi người sẽ tạt vào một quán nước dừa, xuống xe và tiến ra vách đá để chụp ảnh. Mặt biển phản chiếu màu xanh của bầu trời làm khung cảnh trở nên đẹp nhất có thể. Thầm cảm ơn sự may mắn vì đã đi đúng ngày nắng đẹp. Vợ và em gái thì được mình phục vụ chụp ảnh quay phim 24/7, còn bố mẹ mình thì thích tự chụp cho nhau. Lúc cả nhà mình tới nơi thì trên đỉnh cũng không quá đông người nên tha hồ ngắm cảnh mà không phải chứng kiến sự xô bồ. Mẹ mình cảm thấy rất mãn nguyện vì đã không bỏ công sai tàu để được lên tới đảo. Phan cầm GoPro không? Đây, quay chưa? Cẩn thận nhé. Nào mẹ đứng lên đấy à? Nếu cứ đứng đây chụp thì tới khuya cũng không hết các góc đẹp. Vì thế mọi người đã vào quán uống nước dừa rồi nhanh chóng di chuyển phía dưới của đỉnh Thới Lới, chính là điểm tham quan tiếp theo, hang câu hùng vĩ. Nhìn ảnh đã thấy khu vực này đẹp rồi thì bạn đến nhìn trực tiếp còn thấy mê gấp vạn lần. Mẹ mình kiếm một góc ngồi ngắm cảnh, vợ và em gái thì như thường lệ vẫn tiếp tục làm người mẫu trước khung cảnh tuyệt vời này. Đạp chí luôn. Quay cũng đẹp cơ. Mặt trời bắt đầu chuyển dần sang hướng cuối chiều, tuy nhiên thì nước vẫn trong vắt nhìn được tận đáy luôn. Đây là một số góc dưới nước mà bố mình lặn quay được, quả thật là đẹp từ trên trời xuống dưới biển.
Trời tối cả nhà mình quay trở lại homestay và chọn quán hải sản ngay trước cửa để ăn tối. Đây là lúc mọi người đang chọn đồ. Mực và tôm thì kiểu gì cũng phải có rồi. Tôm hùm và cua huỳnh đế là các món đặc sản ở đây nên nhà mình quyết định là save the best for last để ngày mai sau khi đi chơi về sẽ mua về ăn tại homestay. Nhum đấy. Bao nhiêu tiền một con? Nhum là đây em bán là 30 ngàn một con. 30 ngàn một con. Cái tôm này là tôm càng xanh hả? Tôm càng xanh nhỉ? Thì là giá nhỉ? Tôm càng xanh này nó rẻ. Tôm càng xanh này chỉ có 350 ngàn một cân. Thế là bảo là đây là ốc gì nhỉ? Dạ, ốc mạch. Đúng rồi đó. Có mỗi thứ một tí. Mua cua, mua cua này. Là... Em cứ ghi vào đi. Con này là 4 lạng. Là một lạng. Thôi được rồi, cứ tính tiền ra tiền sau, bây giờ cứ viết giá và liên lạc đi đã. Mấy con này, mấy con nhung này này. Mỗi người một con. Mỡ hành, cái ý thì... Cái đấy Phương Anh chưa... Thử cho biết thôi. Thử đã. Thế đừng lấy hết, đừng lấy hết. Mỗi người một con. Mỗi người một con, bé tí. À, 4 con gì đấy. Chỉ cứ 5 con đi, không ăn thì người khác ăn đi. Đây. Đây là tâm tươi không ạ? Em chọn các cái con to cho chị. Và mười mấy nghìn con. Và 17 nghìn con. Còn một bát canh chua đi thì lấy một con này. Con nhỏ thôi. À con rẻ thì ở đây không có cả. Chưa nay ăn con này. Con thôi. Chỉ cần cá khác đi. Đấy, không canh chua thì đâu có cá gì được nhỉ anh nhỉ? Canh chua á? Canh chua thì ra mình nấu cá. Còn đây là cái giò đây nè, con này nó ngon này. Ừ. Xem con nào nó vừa vừa. Con vừa vừa thôi. Đây chưa ăn canh cá. Có cháo gì cho hai bát nữa đi. Là chỉ hai con này là nấu canh chua là ngon nhất đấy. Thế con này thì sao? Con nó là dòng về chiên về nướng rồi. Đúng rồi. Cháo gì? Ôi ăn này thì ai ăn đi. Vừa ăn vừa tay của ai sờ mà lại còn có người bắt đầu ấy đâu. Nè, thì dùng cái ớt xanh rồi. Đấy, quay đi. Tươi lướng mà nó cũng thơm, tưởng khô lướng mới thơm. Cái từ nhỏ thế em ạ. Nói chung không có kéo. Ăn uống xong xuôi trời cũng tối rồi, cả nhà đi ngủ sớm để mai có chuyến đi tới thiên đường hạ giới, chính là đảo bé của Lý Sơn. Biển động mà no nhỉ. Nhưng mà cũng phải nhớ đời biết là biết